Rồi, Tuấn Cương quay trở lại. Mến chào toàn thể quý cô chú anh chị em đang theo dõi buổi live của Tuấn Cương đang được phát trên YouTube, TikTok và tất cả các nền tảng bán hàng của Tuấn Cương. Và trong những ngày cuối năm này và để đón một năm mới thì hôm nay một video đặc biệt. Tuấn Cương sẽ báo giá từng chiếc xe mới về và có rất nhiều phần quà dành cho các quý cô chú anh chị em. Đó, và trước khi đi vào chi tiết từng chiếc một thì quý cô chú anh chị em nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cương nhé. Và trong chương trình hôm nay có những phần quà đặc biệt nào thì Tuấn Cương mời quý cô chú anh chị em theo chân Tuấn Cương nhé. Rồi, đây thưa quý cô chú anh chị, bữa trước Tuấn Cương có hai suất xe mới thì Tuấn Cương đã bán rồi. Đấy, và hôm nay lại về được một chiếc xe Super TS 300 HBE màu đen. Xe này là đăng ký lần đầu tiên và lăn bánh là 2024, mới đi bấm biển được ngày hôm qua nha anh chị em. Đấy, và anh chị em nào mua chiếc xe này là xe Vespa GTS, là bản này là bản GTV đèn rời 2021 này, còn màu trắng này là đời 2022. Đó, phiên bản 150 và tất cả những dòng sản phẩm Vespa Spring. Đó, đấy, con trắng là 2022 và con đỏ là 2023 và một phiên bản đỏ nữa, một con màu đỏ bản giới hạn sản xuất chỉ có 500 chiếc tại Việt Nam thôi. Đấy, và bây giờ Tuấn Cương sẽ mời quý cô chú anh chị đi từ con đầu tiên nhé. Đấy, và cái buổi live ngày hôm nay thì có những cái phần quà như sau, anh chị em có thể xem hết để nhận những phần quà này nhé. Rồi, đầu tiên là chiếc này. Thì khi mà anh chị em mua chiếc này á, là Tuấn Cương bán rẻ hơn ở hãng là 20 triệu bao lăn bánh cho anh chị em tất cả các tỉnh thành, kể cả Sài Gòn luôn nhé. Và riêng anh chị em mà mua chiếc xe này hôm nay là xe này là xe mới chưa lăn bánh. Chính vì thế anh chị em nào mua xe mới là Tuấn Cương tặng cho anh chị em một con xe cũ. Đó, một con xe cũ ở trên màn hình quý cô chú anh chị đấy. Anh chị em mua con này là tặng cho con Vespa này anh chị em nhé. Đấy, mua xe mới tặng xe cũ luôn. Và nếu anh chị em mua xe cũ, những cái xe mà xài rồi có biển như thế này rồi đấy, đó, chạy 5-3 ngàn cây hoặc 1-2 ngàn cây ấy, là Tuấn Cương sẽ có những voucher giảm giá. Chẳng hạn như trên màn hình anh chị em là một voucher giảm giá làm đẹp trị giá 1,5 triệu tại Spa này, Vespa Spa luôn. Đó, cái thẻ của giám đốc ký luôn nhá. Và tất cả các cái nón bảo hiểm rồi là các cái bộ kèm đồ chơi theo xe. Còn với cái xe mới là anh chị em nhìn được kỹ đây, Tuấn Cương sẽ tặng anh chị em một chiếc xe Vespa LX full xăng điện tử và bảo hành máy cho anh chị em là máy zin hết nhá. Dàn sơn là còn 80%. Đấy, hàng tặng nhưng mà Tuấn Cương vẫn bảo hành cho anh chị em chạy tới 12 tháng luôn. Máy móc zin 100%, chạy rất là ngon, tiết kiệm xăng nhá. Đấy, mà anh chị em chỉ cần giảm một chút xíu tiền biển số thôi. Đó, biển số rất là đẹp 28868, còn xác xe là tặng anh chị em khi anh chị em mua con này. Đấy. Và ngoài ra nữa thì như chiếc xe này Tuấn Cương đi sâu vào một chút, rẻ hơn xe mới 20 triệu thì chiếc xe này là mới bấm biển cách đây có 2 ngày thôi, biển số rất là đẹp. Đó, 01224, biển Tiến đều, và toàn bộ anh chị em mua ở Sài Gòn hay là mua ở các tỉnh Tuấn Cương đều bao rút hồ sơ sang tên cho anh chị em mà giá chỉ có 150 triệu, rẻ hơn xe mới là 23 triệu. Xe này là xe mới tinh nha anh chị em, và Tuấn Cương sẽ chứng minh cho anh chị em thấy xe chưa câu bình, chưa đổ xăng, chưa lăn bánh, bởi vì xe này là xe trúng thưởng bắt buộc phải ra tên. Đó, cho nên là bạn này bạn đã ra tên bạn ấy rồi. Và anh chị em mua là tặng cho anh chị em chiếc xe Vespa LX đó, riêng con xe mới này. Đó, anh chị em nào mua xe mới này là tặng anh chị em chiếc xe này luôn nhé. Đây, và bây giờ Tuấn Cương mở lên cho anh chị em coi độ mới của chiếc xe này. Đó, thì như Tuấn Cương đã nói rồi, chiếc xe này đã là bấm biển bởi vì xe là xe trúng thưởng cho nên là bắt buộc phải ra tên nhé anh chị em. Đó, xe này là bấm biển và cả số khung số máy làm ra tên, chở xe bán tải đi ra tên cho anh chị em rồi. Đó, chưa kích hoạt sổ bảo hành, chưa câu bình ắc quy, chưa đổ xăng và chưa lăn bánh luôn. Đó, anh chị em mua là kích hoạt sổ bảo hành cho anh chị em từ ngày anh chị em mua này. Đấy, và anh chị em nào ở Sài Gòn thì sang tên là bấm biển anh chị em của quận của anh chị em coi như xe mới nhé. Đấy, 150 triệu bao tất tần tật cho các anh chị em kể cả ở Sài Gòn. Đấy, còn các tỉnh là bao vận chuyển. Đó, và anh chị em thân mến, tất cả những cái dòng sản phẩm ở đây Tuấn Cương bán đều là bảo hành theo chế độ nhà máy luôn nhé. Còn những cái voucher giảm giá thì anh chị em biết rồi. Đó, một cặp tất cả những cái đồ chơi theo xe. Đó, và anh chị em có thể tham khảo thêm tất cả những cái sản phẩm mà Tuấn Cương đang bày bán tại đây. Còn đối với cái xe mới này thì Tuấn Cương tặng cho anh chị em một chiếc xe cũ.
Đấy, như cái tiêu đề Tuấn Cương đã ghi á, là mua xe mới tặng xe cũ, và mua xe cũ là Tuấn Cương tặng toàn bộ đồ chơi nhá. Đấy, và đây anh chị em thân mến, đây là những cái voucher đồ chơi đây. Toàn bộ những cái voucher đồ chơi, đấy, mũ của hãng Michelin. Đó, rất là đẹp luôn anh chị em nhá. Toàn bộ nón mũ tất cả đều là đầy đủ hết cho anh chị em xài. Và anh chị em đến với Tuấn Cương là Tuấn Cương bao cho anh chị em xài luôn nhá. Rồi, tất cả những gì Tuấn Cương đang bày bán ở đây đều là bao cho anh chị em hết từ ăn. Rồi, đấy thì tất cả những cái chi tiết, những cái thông tin là anh chị em có thể tham khảo. Và nếu mà anh chị em mà mua là Tuấn Cương sẽ kích hoạt tất cả các chức năng này, kích hoạt sổ bảo hành này. Và anh chị em ở Sài Gòn hay là các tỉnh đều có hỗ trợ ship xe và bao sang tên nhá. Một con xe mới anh chị em chia cho nhá. Đấy, ngoài đây những cái phần quà như Tuấn Cương nói lúc đầu video ấy, thì mua xe mới này là Tuấn Cương tặng một chiếc xe cũ, còn mua những cái xe cũ này là Tuấn Cương tặng những cái đồ chơi. Đấy, thì như con này là Tuấn Cương cũng bán rất là nhiều. Con này là Vespa GTV. Đó, sản xuất và đăng ký 2021. Đặc biệt chiếc xe này đi có 5.000 cây thôi anh chị em, đi có 5.000 km thôi nhá. Đấy, và anh chị em nào mua thì đây, Tuấn Cương sẽ tặng anh chị em một cái gác ba ga xịn của nó là cái này anh chị em nhá. Thì Tuấn Cương sẽ tặng anh chị em một bộ này. Đấy, và ngoài ra thì những cái xe như xe này với lại cái xe GT thì Tuấn Cương tặng cho anh chị em một cái mũ của hãng Michelin. Đó, đây mũ rất là xịn sò luôn. Cái hộp mũ kia, đấy, hộp đó, đây, mũ rất là xịn sò, có lưỡi chai rời. Đấy, rồi, đó là những cái voucher mà Tuấn Cương tặng cho anh chị em nhá. Rất là xịn sò luôn. Hôm nay những cái video cuối năm này thì Tuấn Cương tri ân khách hàng bằng những cái phần quà như vậy. Rồi, tiếp đến, đây, máy quay vào đây. Một voucher giảm giá. Đây, có rõ không? Nhìn có rõ không? Một voucher giảm giá tại Topcom. Một năm nhá anh chị em. Anh chị em mua xe. À, bên này là, cái này là voucher của Sapa. Đó, thì anh chị em mua là đây. Anh chị em sơn dặm tút là được giảm voucher 1.500.000. 1.500.000, tí Tuấn Cương chụp cái voucher và có chữ ký của giám đốc. Đấy, chỉ mua xe bên Tuấn Cương mới có voucher này anh chị em nhé. Chỉ mua xe bên Tuấn Cương mới có voucher này. Đó, và đây ngày hạn sử dụng đây. Bắt đầu từ ngày này cho tới 1 năm với voucher giảm giá 1.500.000 làm đẹp tại hãng. Đó, thì dành riêng cho tất cả những khách hàng nào mua xe bên Tuấn Cương kể từ bây giờ cho đến cuối năm nhá. Rồi quay trở lại xe thì con này là GTV, một chiếc màu xám ghi. Mua là tặng cho anh chị em trong thời gian này là tặng anh chị em một cái cảng này. Đấy, và một nón bảo hiểm của hãng Michelin. Và giá thì cực kỳ hợp lý, 110 triệu bao công chứng giấy tờ, hỗ trợ ship xe tất cả các tỉnh thành luôn nhá. Rồi đến con tiếp. Đây là một con, và cái bản này Tuấn Cương bán rất là nhiều. Hiện tại bây giờ không còn hàng, mới về một con này hôm qua thì nay mới lên sóng được cho anh chị em. Một chiếc này là 150, đăng ký lần đầu tiên, một chủ từ đầu 2022, đi 4.000 km bao cho anh chị em luôn. Và chiếc xe này là màu trắng. Đây, đi quay gần vào đây một chút. Xe là chủ xe là nữ, cho nên là anh chị em nhìn đây, dán một con chuột, cái này gọi là con gì ta? Con chuột Mickey à? Rồi, thì đây là cái dán thôi anh chị em nhé. Sơn là Tuấn Cương bao zin cho anh chị em hết toàn bộ luôn. Xe rất là mới, vỏ viết theo xe này, rất là mới luôn. Thì những cái dán này này, anh chị em mà là nam ấy, mà không thích ấy, thì là lột ra, rất là mới. Còn đối với những anh chị em của các bạn trẻ mà đi thì để nguyên, bởi vì nó rất là đẹp. Tuấn Cương tính lột ra nhưng mà nó cũng hơi tiếc. Đó, cái này là dán rất là nhiều tiền đây này. 700-800 nghìn bộ tem này, dán bốn xung quanh xe, dán giống như kiểu cái Dior kỷ niệm của thằng Vespa Dior mà bán 700-800 triệu là cái tem này nhá. Đấy, thì anh chị em mà nữ thì anh chị em để nguyên tem này, còn các anh nam thì có thể lột ra. Đấy, và cũng một con chờ giảm giá, một cái cảng và một nón bảo hiểm của hãng Michelin. Còn với những cái dòng sản phẩm đây, như Tuấn Cương đã lắp chắn vào để khuyến mại cho anh chị em rồi đây. Anh chị em có thể thấy đây, Tuấn Cương khuyến mại rất là nhiều đồ. Đấy, để chân này, đó, ấn nút này, đó,
gác ba ga giữa này. Đấy, anh chị em đây là một con Tuấn Cương lắp đầy đủ vào để Tuấn Cương khuyến mãi cho anh chị em trong cái dịp này nhé. Như Tuấn Cương nói lúc đầu, đây con này cũng vậy, một bộ cảng quây zin của hãng luôn, gác để chân đầy đủ nhá. Đấy, con này cũng vậy anh chị em. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Thì đây là những cái mẫu xe mà Tuấn Cương bán và Tuấn Cương tri ân khuyến mại cho khách hàng những cái món đồ chơi như vậy. Đây, kính chắn gió nữa, có sẵn cho anh chị em rồi đây. Đó, kính chắn gió này rất là nhiều tiền. Thì anh chị em mà mua là Tuấn Cương trong cái thời gian này là Tuấn Cương có những cái phần quà tặng cho anh chị em. Đấy, rồi, quay trở lại thì con này là bản 150 với mức giá chỉ có 86 triệu. Bao trọn gói cho anh chị em luôn. Từ công chứng rút hồ sơ 86 triệu nhá. 150 hiện nay ở hãng là 135 triệu cộng với một con chờ giảm giá như Tuấn Cương đã nói, được làm đẹp trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng, miễn phí làm đẹp trong vòng 1 năm nha. Đó, đây, trước khi đi sang con khác thì Tuấn Cương lượn qua một vòng cho quý cô chú anh chị em tổng thành chiếc xe này. Bản này là bản 150. Đấy, anh chị em nếu mà các chị em phụ nữ thì để nguyên tem, còn đối với các anh chị em, các anh nam thì có thể lột tem ra, bởi vì sơn này sơn zin, dán ra lột vào, dán ra lột vào, không thích thì dán ra lột vào vô tư nhé. Rồi, rồi, còn về hôm nay là như con này là Tuấn Cương bán cho anh chị em giá vẫn như thế, bởi vì những cái món này là Tuấn Cương tặng anh chị em trong cái dịp Tết này để tri ân những khách, anh chị em luôn đồng hành theo dõi cái kênh của Tuấn Cương thôi. Thì như con này là Tuấn Cương đời 2022, rất là mới luôn, đi có 2.000 km thôi. 2022 đi 2.000 km với giá chỉ có 66 triệu, bao công chứng giấy tờ, bao rút hồ sơ, bao ship xe cho anh chị em. Còn về độ mới đi 2.000 km, trong lại còn đời 22 nữa thì Tuấn Cương không cần phải review độ mới nữa nhá. Đấy, còn con này là 2023 thì nó như xe mới rồi, không cần nói nhiều nữa. Đó, nó như xe mới rồi. Đấy, và bao cho anh em zin thoải mái nhá. Tất cả đều bảo hành từ 24 tháng cho đến 30 tháng, màu cam rất là đẹp. 2023 thì giá để cho quý cô chú anh chị em mức giá cực kỳ hợp lý thôi. Đấy, con này là cảng zin trong hãng luôn này, móc treo đồ này, rồi gác để chân này, tất tần tật từ A tới Z luôn, không có thiếu bất cứ một cái gì luôn nhá. 73.500, rẻ hơn xe mới 22 triệu. Đấy, mà còn được tặng thêm tất cả những cái món đồ chơi trị giá 4-5 triệu đồng đây. Rồi, cái bản này nữa. Và hôm qua Tuấn Cương cũng có một video chi tiết báo giá từng mấy con xe này rồi, anh chị em có thể vào kênh và xem lại nhá. Còn đây là Tuấn Cương nhân dịp cuối năm Tuấn Cương tặng quà, thì Tuấn Cương lên hình như thế này, sẵn sàng như thế này để cho anh chị em lựa chọn thôi. Đấy, toàn bộ là sơn tĩnh điện, cảng zin trong hãng chứ không phải cảng ngoài nhá. Đó, bản này là bản kỷ niệm và bản giới hạn chỉ có 500 chiếc thôi. Đấy, như anh chị em thấy rồi. Còn anh chị em nào muốn xem kỹ thì Tuấn Cương hôm qua có video rồi nhá. Còn hôm nay thì về được hai con Vespa Spring mới này. Thì như hai con này là chưa gắn đồ chơi gì hết, nhưng mà anh chị em mua là đều có tặng quà cho anh chị em nhá. Đó, đều tặng quà cho anh chị em hết. Đấy, con này là đèn LED 2 tầng bản Vespa Spring 2019, một tông màu xanh nha, cũng rất là đẹp. Thì như con này là biển số thành phố Tuấn Cương bán cho quý cô chú anh chị em với mức giá hết sức ưu đãi luôn nhá. Đây, biển số thành phố đây, quay cho anh chị em. Đó, bán cho anh chị em giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 59.999.000, giống như kiểu là cái túi của Thái Công luôn. Thì Thái Công có túi thì Tuấn Cương có xe, được chưa? 59.999.000 tặng con chờ giảm giá làm đẹp 1 năm tại hãng Spa. Đây, quay gần vào đây. Đó, có chữ ký của giám đốc Spa và bảo con chờ này được xài trong vòng 12 tháng. Đó, đây, con chờ giảm giá 1 triệu rưỡi làm đẹp. Anh chị em cứ đi mái thoải làm đẹp không mất tiền trong vòng 1 năm. Con này cũng vậy nhá. Con này thì là 2022. Con này là 2022 màu trắng. Thì cái màu trắng mà đời 22 này Tuấn Cương có tới chục xe nữa nhá. Còn được một chục xe nữa thì như hôm nay lại về tiếp một con này thì chỉ có 66 triệu thôi nhá, biển số thành phố. Đó. Đó là toàn bộ tất cả những gì mà Tuấn Cương muốn chia sẻ với những khách hàng luôn đồng hành và tin tưởng Tuấn Cương trong suốt thời gian qua. Thì nhân cái dịp video cuối năm này, Tuấn Cương có những cái vòn chờ giảm giá như vậy. Và một cái suất giảm giá rất là mạnh như lúc đầu Tuấn Cương nói đó, là một con xe mới lướt lát Tuấn Cương bán cho anh chị em, là Tuấn Cương tặng cho anh chị em một cái xe Vespa. Mua xe mới là tặng một chiếc xe
Vespa cũ, còn mua xe cũ là tặng đồ chơi. Đấy, rất là nhiều. Còn nói về màu sắc các đời các loại thì với 4 gian hàng của Tuấn Cương thì Tuấn Cương hy vọng là sẽ phục vụ được quý cô chú anh chị em tất cả những cái dòng sản phẩm liên quan đến Vespa Piaggio. Đó, như Vespa Spring, Super GTS, rồi là Medley, Primavera, Vespa LX, rồi các cái dòng sản phẩm mà Tuấn Cương đã đưa về đây là Tuấn Cương phục vụ quý cô chú anh chị em từ A tới Z, bao cho anh chị em xài, bao quay đầu. Và trong dịp năm mới này thì Tuấn Cương đã có những cái voucher giảm giá như thế này gửi tới quý cô chú anh chị em khách hàng. Rồi, đến đây thì cái chương trình của Tuấn Cương trong cái buổi chiều tối hôm nay nó cũng đã là khá dài rồi. Thì Tuấn Cương xin khép lại cái buổi live trong chiều tối ngày hôm nay ở đây. Và Tuấn Cương cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tất cả những vị khách hàng đến đây với Tuấn Cương trong ngày hôm nay. Rồi, và cảm ơn tất cả các chiến hữu, các bạn bè, đồng nghiệp đã chia cho Tuấn Cương những chiếc xe rất là mới để Tuấn Cương phục vụ anh chị em của Tuấn Cương. Và một lần nữa, Tuấn Cương xin chúc toàn thể quý khách hàng, bạn bè, anh chị em, đồng nghiệp có một buổi tối Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè. Và nhớ like, share và đăng ký kênh cho Tuấn Cương nhé. Đừng quên chia sẻ, like để tất cả những anh chị em nào có nhu cầu về các cái dòng sản phẩm xe thì biết đến cái Vespa Tuấn Cương chuyên xe lướt. Đấy. Còn đây một số các cái dòng sản phẩm mà chưa được quay cho anh chị em. Đây là những cái dòng sản phẩm GTS với Medley còn rất là nhiều đây anh chị em này. Đó, ở trong kho này cũng còn rất là nhiều luôn. Thì anh chị em cần con nào là cứ comment cho Tuấn Cương và xem theo dõi trên cái kênh YouTube ấy. Xe máy Tuấn Cương này nhá. Rồi Tuấn Cương sẽ có những cái cộng tác viên kết nối điện thoại cũng như Zalo gửi cho anh chị em cụ thể hơn. Một lần nữa Tuấn Cương xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em trong các video kế tiếp theo của Tuấn Cương. Bye bye.
gentleman.